Nhà vườn Nguyễn Nhận xin mến chào đến toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh bonsai Lộc Tỉnh miền Tây nha. Thì ngày hôm nay nhà vườn con cũng có lên một clip để giao lưu cây kiểng với cô chú anh chị mình ha. Ngày hôm nay con cũng được vài cây ăn trái với một số cây lớn với hồi với cây kim quýt thành phẩm nè, với trà phúc kiến thì bông trang cũng đa chủng loại hết hết với cô chú. Thì địa chỉ nhà vườn của con là ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thế, huyện Lý Dung, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại giao lưu là 0794 382 486. Thì cũng không để với cô chú anh chị mình chờ đợi lâu thì con vô cây mã số 1 luôn nha. Rồi con bắt đầu vô cây mã số 1 là một cặp bông giấy Mỹ Green ghép cẩm thạch siêu bông. Đây. Cái này con giao lưu hai cây một cặp luôn nha với cô chú anh chị. Giá của nó là 450.000. Cây con ghép rất là lâu rồi đây, cốt nó cũng to với cô chú. Rồi con đo cái chiều cao trước đi, mình đo đại khái một cây thôi. Nó cũng na ná nhau với cô chú. Chiều cao là 40. Rồi con đo cái hoành đi, cái hoành gốc ngay đây, sẵn công thức dây chưa. Rồi 13 thôi với cô chú. Rồi quay đi. Rồi cặp bông giấy mã số 1 có giá là 450.000 nha với cô chú, 450.000 con bao phí ship toàn quốc cho với cô chú anh chị mình. Rồi con quay đi. Đây một cây dáng thú và một cây lắc lượng nha với cô chú, 450.000. Rồi con xin phép lỗi, đây là cây mã số 2 nha với cô chú, là một cây xanh quê dáng đổ với cô chú. Rồi con quay đi, con quay một vòng đi. Cây xanh quê dáng đổ. Cây này cô chú anh chị mình chốt con ship luôn cái lưu nha. Rồi chiều cao. Chiều cao là 30. Rồi con đo từ cái đỉnh xuống cái cần đổ đi, cái đỉnh được bao nhiêu ha. Từ đỉnh xuống cần đổ là 56 với cô chú. Cây này cô chú anh chị mình chốt giờ mình vừa chăm mình vừa nuôi thêm luôn ha. Rồi con đo bằng góc đi, ở dưới nó còn to nữa với cô chú, nhưng mà con đo đại khái ngay cái một vị trí thôi là 14. Rồi 14 con chiều hao tính 13 với cô chú. Một cây xanh quê dáng đổ mã số 2 nha. Cây này con giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 500.000 đồng, 500.000 đồng cho cây xanh quê dáng đổ mã số 2. Rồi con xin phép đổi tiếp cây. Sau đây con lên cây mã số 3 là một cây nổ đồng tiền với cô chú. Rồi con quay đi. Một cây nổ đồng tiền dáng thú nha cô chú anh chị mình. Nếu như mà không có biết cái mặt trái của nó thì cô chú anh chị mình có thể kết bạn Zalo với con. Con sẽ gửi cái hình cái mặt trái của nó qua cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Cây mã số 3, cây nổ đồng tiền giá của nó là 500.000 đồng, con bao phí ship toàn quốc. Thì cây này nó đã đâm chồi sống khỏe rồi cô chú anh chị mình chốt á, thì trong cái quá trình vận chuyển nó lỡ mà nó bị gãy một hay là hai tược đó thì cô chú anh chị mình cũng gắng thông cảm nhận hàng giúp con nha quý cô chú. Tại vì cái cây này nó đã sống khỏe rồi là nó, nếu như mà nó bị gãy tược này nó sẽ ra lại tược mới nha. Rồi con đo hôm số cái hoành trước đi. Rồi hoành cổ là 30, con tính 29 rồi với cô chú. Rồi chiều cao. 33. Chiều cao là 33, rồi đo tổng hoành của con thú luôn. Đúng rồi. Là 89, ủa lộn, 85 với cô chú. Ê, ngược khớp này, ngược khớp này. 60. Rồi giá của nó là 500.000 đồng cho cây mã số 4 nha quý cô chú. Ủa cây mã số 3 hả quý cô chú ơi, con xin lỗi cây mã số 3 hả. Mã số 3 nha quý cô chú, cây nổ đồng tiền là cây mã số 3 nha. Rồi con xin phép đổi. Rồi, cây. Tiếp theo đây là cây mã số 4 với cô chú, là một cây bông trang vàng lá nhỏ nha. Trang vàng lá nhỏ. Cây này nó cũng đang cho bông lai gai với cô chú. Nó được lác đác một hai bông rồi ha. Rồi con đo hông số chiều cao trước đi. 20. Cao 20, rồi đo tổng tán lá. 40. Tổng tán lá 40, rồi con đo cái hoành đi. 20. Rồi hoành là 20 với cô chú. Cây bông trang vàng lá nhỏ mã số 4, cây này có giá là 450.000. Giá là 450.000, con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 5 nha quý cô chú anh chị, là một cây miệt quế lá sắn bông chùm. Đây cây này ngày hôm nay là con sale lại cái giá hữu nghị để giao lưu với quý cô chú anh chị mình ha.
để con bán, con đút cái vốn cho con săn những cái cây mới hơn, đẹp hơn để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Thì cây miệt quế mã số 5, rồi con đo cái chiều cao giùm nha. Cao là nhiêu? Rồi cao là 1m2 với cô chú. Tổng cái tán ngang. Rồi tán ngang là 1m5 với cô chú ơi. Rồi đo cái hoành gốc đi. Cây này là nguyên một cục nạc liền nha với cô chú anh chị. Hoành là 72 với cô chú, 72 cm đã trên đây nha. Còn nếu như mà con đo chùm ở dưới nữa là nó trên 70 nha. Đây cái bệ nó liền dách chữ A luôn với cô chú. Cây rất là già ha, để con đi một vòng cái phần gốc cho quý cô chú anh chị mình xem. Đây, cái phần sau thì nó cũng có một vài điểm lỗi nha quý cô chú. Nhưng mà nó không có ảnh hưởng cây dáng sống khỏe với cô chú. Đây, chân đế nó rất là đều, tại vì con kỹ á quý cô chú, con ấm cái chắc trồng thêm cho nó ấm cái rễ mình nha, cho ấm rễ cây nha. Đây, cốt cành thì tai chi bẻ nhạo hết cho quý cô chú. Cây này là nuôi từ cây phôi lên nha. Đây, nuôi cũng rất là lâu nó mới to được gì nè quý cô chú. Này là dòng miệt quế lá sắn bông chùm. Đây cái nụ hoa nó rất là nhiều nè quý cô chú. Bà hôm con cắt nước nó có mấy bữa mà bây giờ xì ra nè. Dữ lắm luôn quý cô chú ơi. Đây. Cái này tầm khoảng chừng một tuần lễ nó thôi là bông nó thơm bát ngát luôn quý cô chú. Thì nó cũng có vài cái điểm ngay đây là những cái thược mà nó không có ra ngay đó quý cô chú. Cô chú anh chị mình chốt về có thể mình xử lý lại ha, mình cắt cho nó tới ngay cái đầu. Rồi ok nha. Đây, cây thì bắt heo mâm nha quý cô chú. Heo mâm. Tay cạnh nó cái ốc đóng cũng đầy đủ hết. Cây thì nó chỉ có cái điểm lỗi ở phần sau thôi. Còn ngoài ra là nó sạch cây với cô chú. Đây, nụ bông rất là nhiều. Cô chú anh chị mình nếu như mà xem không có rõ đó thì có thể cô chú anh chị mình liên hệ Zalo với con ha. Để con sẽ những chi tiết nào mà cô chú anh chị mình xem không rõ về cái cây miệt quế này ha. Thì con sẽ bổ sung chi tiết thêm cho quý cô chú anh chị mình. Rồi cây miệt quế mã số 5. Cây này con giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 9,9 triệu nha. Con bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình là 200 km. Còn nếu như mà xa hơn thì cô chú anh chị mình hỗ trợ thêm tiếp con ha. Thì con cũng sẽ gửi luôn cũng vẫn được. Nhưng mà đi xa thì cái phí nó hơi nặng quý cô chú. Đây. Cây cái vàng bệ nó liền dắt hết nha. Thành phẩm 100%. Cốt cành này nuôi cũng lâu quý cô chú. Cũng 5-6 năm mới nó mới to được chị quý cô chú. Rồi con xin phép tiếp theo đây là mã số 6, lộ cây sơ ghi ngọt ngọt nha với cô chú. Sơ ghi trái ngọt với cô chú ơi. Cây nó có cái dáng như một con thú lết ha. Cây này thì cây thừng nha với cô chú. Cây thừng mô nha. Rồi con đo cái thông số chiều cao trước đi. Rồi chiều cao là 1m2 với cô chú. Rồi đo cái hoành đi, đo hoành hai vị trí nha với cô chú anh chị. Rồi vị trí thứ nhất 6-17. Rồi mình đo chùm đây luôn. Dịnh từ cái mấy hớt dây này, dịnh tại này. Rồi đo chùm qua. Một trăm, một mét chẳng với cô chú. Đây cây thì cái dàn chân đế chân trước nó cũng có chân chịu nha với cô chú. Đây. Đây nó cũng có chân chịu ha, rễ nó ra rất là đều với cô chú. Còn cái phần này là nó có bị lũa nha với cô chú. Nó bị lũa nhưng mà ở đây nó cũng đã ra rễ rồi. Nó ra rễ rồi thì cô chú anh chị mình cứ việc yên tâm mình chốt cây, nó không có ảnh hưởng gì hết với cô chú. Chứ còn chia sẻ với cô chú anh chị mình ở trên đây nó có bị tụt một đường ngay đây nha. Tụt một bên, nhưng mà bên này thì nó vẫn sống khỏe. Cây thì nó vẫn ok đó với cô chú. Cây sơ ghi mã số 6. Này là dòng trái ngọt nha với cô chú. Đây, nó cũng có những một vài cái phần lỗi đây. Nhưng mà cái dòng sơ ghi với cô chú anh chị mình cứ việc yên tâm. Cây mà mình đã dâm ủ sống khỏe rồi á thì nó cũng sẽ kéo nhựa rất là mạnh nè quý cô chú. Đây. Cây sơ ghi mã số 6, cây này con giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 5,5 triệu nha. 5,5 triệu con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Tiếp theo đây con lên cây mã số 7 là một cây dáng bay. Một cây sơ ghi dáng bay, cây rất là to với cô chú. Hai cây này là con cũng bao ship là 200 km hết cho quý cô chú. Rồi con đo cái chiều cao đi. Chiều cao từ gốc lên tới cái đỉnh. Đúng rồi. Rồi từ gốc lên đỉnh là 1m6 với cô chú. Rồi con đo từ cái đỉnh ra cành bay đi.
đúng rồi, từ con tính từ cái tâm đỉnh nha với cô chú, tâm đỉnh ra cái cành 3 là 1,5 m ha. Còn nếu như mà tính từ cái cành số 1 ra tới cành 3 là tầm khoảng 1,8 m, 1,9 m đó với cô chú. Cây này cô chú anh chị mình chốt về có thể mình chim lại thêm chút xíu nữa mình chơi cái dáng bay ra luôn, hoặc là có thể mình chỉnh đứng là mình cắt mình chơi cây lùng lực cũng vẫn được ha. Đây thì cái nhánh này nó có một bị phần lỗi ngay đây nha với cô chú, nhưng mà nó vẫn ra từ cây sống khỏe hết rồi. Rồi con đo cái hoành gốc đi, rồi hoành ở vị trí này của cây là được 72 với cô chú. Rồi con đo chạm xuống miếng nữa, rồi đo chạm xuống tới chân rễ này thôi, tới chân rễ này thôi. Đây. Rồi đo nhiều 88 với cô chú, con đo chạc xuống dưới 22 là được 88 nha. Cây này cô chú anh chị mình chỉnh lại cái dáng trực thì đế nó đều 24 giờ luôn với cô chú. Đây cây đế đây với cô chú, đây hoành rất là to, một cây sơ ghi. Cây này cây thần nha với cô chú, nó cũng có bị táp nắng một vài đường ở đây nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì hết với cô chú, nó không có ảnh hưởng tới cây, không đáng ngại nha. Sơ ghi trái ngọt nha với cô chú. Rồi cây sơ ghi mã số 7 nha với cô chú, cây này con giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 9 triệu một bao ship 200 km nha. Mấy cây này cô chú anh chị mình chốt con sẽ ship xe tải nha với cô chú, để cái lúc vận chuyển của mình đi cây cho nó an toàn nha. Giá là 9 triệu con bao ship 200 km. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây con lên cây mã số 8 là cây linh sam tím thang nha với cô chú. Cây tím thang cây này là cây gin 100% nha, linh sam tím thang. Cây này lúc trước cũng đã có nuôi vô dây cốt cành này, thì người ta cắt giật ra rồi nó ra cái phơ mà con đem về con bẻ là hiêm nha với cô chú anh chị. Đây, cái này đợi cô chú anh chị mình đợi nó ra lá là ok. Cây thì đặc biệt là nó đã thần rồi nha. Cái này cô chú anh chị mình chốt về mình kiếm cái chậu đẹp mình đưa vô là ok. Tím thang gốc gin, cây gin 100% không có ghép nha với cô chú. Rồi con đo cái chiều cao trước đi, mã số 8. Chiều cao là 69, rồi tổng tán từ pha bên đây bên kia 91. Rồi 91. Rồi con đo cái hoành gốc đi. Rồi 34 với cô chú. Rồi con đo đường kính mặt bầu từ nay bên kia. Rồi đường kính mặt bầu là 50 với cô chú. Cô chú anh chị mình chốt cái này về mình lựa cái chậu 55-60 mình vô là vừa ha. Rồi cây linh sam tím thang mã số 8, cây này có giá là 2.900.000 đồng, giá là 2.900.000 ha. Con cũng bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình 2.900.000. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây con lên cây mã số 9 là một cây chùm mồi lá nhỏ nha. Cái này là dòng trái nha quý cô chú. Đây trái nó đây, đây nó nè quý cô chú. Thì mấy clip trước cũng có nhiều cô chú anh chị mình kêu con kiếm cái cây rẻ giá vài trăm đó để đưa lên giao lưu, thì có cây này giá của nó là 550.000 nè quý cô chú. Cây gốc khá là to, chỉ 550 thôi. Rồi con đo cái thông số chiều cao trước đi. 30. Cao là 30. Rồi đo tổng tán đi. Đúng rồi, con lòn cái dưới gì con đo đó. 29. 29 tổng tán lá 29 với cô chú. Rồi con đo hoành gốc đi. 23. Rồi hoành gốc là 23 với cô chú. Cây này có giá là 550.000 thôi. 550.000 một cây chùm mồi lá nhỏ. Cây đang cho bông cho trái luôn quý cô chú. Giá là 550.000 cho cây mã số 9 nha. Rồi con xuống cây. Đây là cây mã số 10 quý cô chú. Là một cây chùm mồi lá nhỏ nha. Đây. Cái trái nó đây quý cô chú. Cây này thì kiểu như người ta đã vô dây bẻ nó ấm tàn rồi, nhưng mà kiểu như con lặt lá rồi con vô dây lại đó quý cô chú. Đây. Cây này thì đế nó đều nha.
Rồi con đo cái thông số chiều cao trước đi. Rồi chiều cao là 27. Tổng tán 44. Tổng tán là 44 với cô chú. Rồi con đo cái hoành thân trước đi. Này mình đo cây này con đo hai vị trí cho quý cô chú. 24. Vị trí đầu tiên là 24, rồi con đo chùm xuống dưới cái cục đu. Đúng rồi. 30. Rồi vị trí ở dưới đây là 30 nha quý cô chú. Rồi con quay một vòng đi. Cây đặc biệt là nó có cái cục nu nè quý cô chú. Đây cục ha. Dưới đây lên nu nè quý cô chú. Chùm mồi lá nhỏ. Cái dòng này thì nó rất là chậm lớn. Cô chú anh chị mình nếu như mà có chơi qua cái dòng này thì mình cũng biết rồi ha. Nó rất là chậm lớn luôn quý cô chú. Cây mã số 10. Cây này con giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 1.400.000 đồng nha. Giá là 1.400.000. Con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Rồi con xin phép đổi cây. Đây là cây mã số 11 nha quý cô chú. Là cây chùm mồi lá nhỏ nữa nha. Đây cây này thì trái lác đác. Con quay chậm lại chút xíu nha. Đây. Cái dàn trái của nó đây quý cô chú. Những cây chùm mồi này thì cô chú anh chị mình chốt con sẽ rút chậu bó bầu cho quý cô chú. Tại vì cái chậu, những cái chậu này là cái chậu xi măng. Nó rất là nặng, đi xa nó rất là dễ bể nha quý cô chú. Mã số 11. Trái đây quý cô chú. Rồi con đo cái chiều cao trước đi. Ngược thước rồi đó con. Trở về thước lại. Rồi chiều cao là 54. Rồi con đo tổng cái phong tán đi. 64. Rồi tổng tán là 68. 68 lọc phát luôn với cô chú. Rồi đo cái hoành. 27. Hoành là 27 với cô chú. Rồi con quay đi. Đây với cô chú cái gốc rất là to, một cốt nạc luôn nha với cô chú. Rồi cây chùm mồi mã số 11. Cây này con giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 1.700.000 đồng nha với cô chú. Giá là 1.700.000. Con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Mã số 11. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 12. Cũng là cây chùm mồi lá nhỏ ha. Cây này thì cái hoành nó rất là khủng với cô chú. Đây trái nó cũng xùm xề hết với cô chú ơi. Nguyên một cục nạc đặc nha. Rồi con đo cái chiều cao trước đi. Chiều cao là 33. Rồi cao 33 với cô chú. Rồi đo tổng cái phong tán. 56. Rồi tổng tán là 56 với cô chú. Rồi con đo cái hoành đi. Hoành là 62. Nó bị dính cái cọng ghế này nha quý cô chú. Rồi con kéo lại cái đó. 53. Rồi hoành ở vị trí này 53. Con tính 52 thôi quý cô chú. Trừ hao cho quý cô chú anh chị mình chốt về đo lại ha. Rồi cây chùm mồi mã số 12. Cây này con giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 4.000.000 đồng nha quý cô chú. Giá là 4.000.000. Con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. Mã số 12. Giá là 4.000.000. Rồi con xin phép đổi cây. Rồi tiếp theo đây là cây mã số 13 với cô chú. Là một cây kim quýt mini nha. Một cây có cái dáng thú, nó có hai giò luôn với cô chú. Nhưng mà có giò hai bé ha. Kim quýt này là cây gain 100% nha với cô chú. Rồi con đo thông số chiều cao trước đi. Chiều cao là 16. Rồi cao 16. Tổng tán lá 23. Rồi hoành, hoành cổ trước. Hoành là 15 với cô chú ơi. Đúng rồi, tổng cái hoành của con thú là nó được 29 cm. Cây mã số 13 nha với cô chú. Một cây kim quýt mã số 13. Cây này có giá là 550.000. 550.000 con bao phí ship toàn quốc ha. Rồi con xin phép đổi cái cây. Rồi, tiếp theo đây là mã số 14.
cũng là một cây kim bích mini để bàn với cô chú. Mấy cây kim bích của con ngày hôm nay thì nó đã đều từng chậu hết rồi với cô chú. Con cũng đã ép chậu rồi luôn. Đây đang nằm trong cái chậu tài lộc đây với cô chú. Rồi con đo cái chiều cao trước đi. Chiều cao là 23. Rồi chiều cao là 23 với cô chú ơi. Rồi thẩm cái tán lá ha. 26. Tán lá 26, rồi con đo cái hoành đi. Hoành là 20. Rồi hoành là 20. Cây kim bích mã số 14. Cây này cũng có giá là 550.000. Giá là 550.000. Còn bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha, 550.000. Rồi con xin phép đổi cây. Đây là cây mã số 15 với cô chú, cũng là cây kim bích ha. Cây này thì cái mặt hậu ở bên này nó nhìn nó như con thú luôn nè quý cô chú. Còn cái thẹo đầu đây con chia sẻ với quý cô chú anh chị mình ha. Nó hơi bị thâm, nhưng mà nó thâm ở trong nhưng mà ở ngoài nó không sao nha quý cô chú. Con cũng đã xử lý tới thịt tươi hết thầy. Thầy con cũng ha keo rồi luôn quý cô chú. Kim bích nhất kim nhị việt tam cần tứ mai với cô chú ơi. Mấy cây kim bích này thì cô chú anh chị mình chốt, con sẽ ship luôn cái chậu nha. Rồi con đo thông số chiều cao đi. Mặt này như con thú luôn ha. 23. Rồi cao 23. Tổng tán lá 25. Tổng tán lá 25. Rồi con đo cái hoành ngay cái vị trí này đi. Đúng rồi. Hoành là 19 với cô chú. Con đo hoành tổng gì luôn. Hoành tổng là được 33. Bên này mặt bên này nằm như con thú luôn nha quý cô chú. Rất là dễ thương. Chỉ có tội con cá là cái đỉnh nó không ra ngay cái tâm đỉnh thôi nha. Rồi cây kim bích mã số 15. Ủa, mã số 16 chứ quý cô chú. Cây kim bích mã số 16. Cây này có giá là 950.000 nha. Giá là 950.000, con bao phí ship toàn quốc cây kim bích mã số 16. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 17 nha quý cô chú, cũng là cây kim bích ha. Cây này thì nó được cái bề đế nó đặt quẹo, rất là đẹp quý cô chú. Rồi con đo thông số cái chiều cao trước đi. Chiều cao là 32. Cao 32 quý cô chú. Rồi tổng tán. Tán là 35. Rồi con đo hoành đi. Hoành cổ là được 20 với cô chú. Rồi đo hoành củ bể chứ. Hoành củ bể là được 38. 38 cm. Cây kim bích mã số 17. Cây này rất là khéo cây với cô chú. Cây mã số 17, cây này con giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 1.100.000 đồng nha. Giá là 1.100.000 với cô chú. Một triệu mốt con bao ship toàn quốc. Rồi con xin phép đổi cây. Rồi tiếp theo đây là cây mã số 18 nha với cô chú. Cũng là cây kim bích với cô chú ơi. Cây này nó được cái là nó hai thân. Dáng này là dáng phu thê luôn nè với cô chú. Rồi con quay đi. Rồi con đo thông số chiều cao đi. Cao là 34. Cao 34, tổng tán lá. Tán lá là 40. Rồi tán lá 40. Rồi hoành ở vị trí đó là 19. Rồi con đo cái thân bên này. 17. Rồi con đo tổng hết hai thân. Tổng hết hai thân. 37. 37, nguyên một cục nạc liền nha với cô chú. Đây, nó liền lạc hết với cô chú. Rồi cây kim bích mã số 18, cây này có giá là 2.200.000 đồng. Giá là 2.200.000 nha quý cô chú, con cũng bao phí ship toàn quốc ha.
Mã số 18 giá là 2,2 triệu. Rồi con xin phép đổi cây. Đây là cây mã số 19, cũng là mã số cuối cùng của clip con ngày hôm nay, là cây trà Phúc Kiến nha quý cô chú anh chị. Cây này có giá là 2,6 triệu đồng. Con bao ship toàn quốc, nhưng mà cái cây này là con rút chậu bó bầu nha quý cô chú. Lý do là cái chậu này là cái chậu xi măng, nó rất là nặng nha. Chứ cái chậu này nó cũng to hơn cái cây dữ lắm quý cô chú. Tại vì con vô cái chậu này nhìn cho cái cây nó sung cây, cho nó dư đất nó ăn thôi. Còn cái vàng cốt của nó thì đây. Quay đi con, quay đi. Quay đi. Cái dòng trà Phúc Kiến này, cây này thì nó cũng đang mang bông mang trái với cô chú. Rồi con đo chiều cao đi. Phơm rất là đặc với cô chú. Cao là 25. Cao 25. Tán lá là 40. Rồi tán lá 40. Rồi hoành thân là 33 với cô chú. Cây trà Phúc Kiến mã số 19 cũng là mã số cuối clip ha. Giá là 2,6 triệu với cô chú. Con cũng bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình con rút chậu bó bầu nha. Rồi cây này cũng là cây cuối cùng của clip con ngày hôm nay, thì con cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị mình có ngày mới là tràn đầy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Con xin bánh chào và hẹn gặp lại ạ.